Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Kết thúc tháng 10, kết quả giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt khoảng 68% kế hoạch và nằm trong nhóm có kết quả giải ngân cao của cả nước. Tuy nhiên, khối lượng công việc và số vốn buộc phải giải ngân theo kế hoạch còn rất lớn, khoảng gần 5.000 tỷ đồng nữa. Bên cạnh đó, nguồn vốn của các địa phương cũng còn tương đối nhiều. Điều này đã đặt ra áp lực trong thực hiện vốn đầu tư công. Với quyết tâm giải ngân hết nguồn vốn, không để thừa vốn, tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao đối với nhiệm vụ này và xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành một phần thời lượng để cùng đề cập đến nội dung này. Dự án nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang vừa mới được khởi công cách đây ít ngày, nhưng đã có khối lượng thi công lớn. Đơn vị thi công đã tổ chức 7 mũi thi công trên toàn tuyến. Từ giờ đến 31 tháng 12 là sẽ hoàn thiện được cái làn đường hoàn thiện là K95. Đấy, và cầu cũng là đến 31 tháng 12 là hoàn thiện gác được dầm và phần lối các đường hầm chui dân sinh. Cố gắng 31 tháng 12 sẽ đảm bảo được cái khối lượng để giải ngân như năm nay. Tuy nhiên thì cái công tác mặt bằng thì cũng đang tương đối khó khăn. Đến bây giờ thì cũng đã bàn giao cho nhà thầu được khoảng 30-40% cái mặt bằng. Tuy nhiên đó còn sôi đổ vướng mắc rất là nhiều. Ngoài các công trình đầu tư công do tỉnh quản lý, các huyện thành phố cũng đang tập trung cao đối với công trình đầu tư bằng ngân sách địa phương. Trong đó chú trọng gỡ nút thắt, điểm nghẽn. Đơn vị thi công dự án đã chủ động sẵn sàng về nhân lực, vật lực, phương tiện máy móc, tăng ca, tăng kíp. Tuyến đường trục thị trấn Vôi đi đường Nghĩa Hưng, Tiên Lục, Dương Đức, huyện Lạng Giang làm chủ đầu tư, có khối lượng lớn nhưng cũng đang được tập trung quyết liệt để hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Với cái sự quyết tâm của nhà thầu cũng như là cái việc mà bố trí vốn triển khai các cái đáp ứng cho cái kế hoạch vốn cho nhà thầu thực hiện thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã thực hiện được trên 60% cái khối lượng công việc. Thế và theo cái kế hoạch thì chúng tôi phấn đấu đến hết 31 tháng 12 năm 2022 thì chúng tôi sẽ thực hiện hoàn thành khoảng 75%. Dự án đường nối từ quốc lộ 31 đến đường Trường Chinh và nối đường Nguyễn Văn Linh do thành phố Bắc Giang làm chủ đầu tư đã từng gặp nhiều khó khăn về mặt bằng bởi liên quan đến cả mặt bằng của huyện Yên Dũng. Hơn nữa, thời gian chờ xử lý kỹ thuật gia tải cốt nền đất yếu kéo dài gần một năm. Bởi thế, sau khi những trở ngại này được giải quyết, đơn vị thi công đã tăng thời gian tổ chức nhiều mũi thi công, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Trong phạm vi giải phóng bằng mà không phải gia tải đất yếu thì đơn vị đã triển khai thi công đúng tiến độ. Còn lại cái phạm vi gia cố đất yếu thì đơn vị cũng đã rất nỗ lực và thi công xong đó thì chờ để đảm bảo cái việc quan trắc đủ cái độ kết cấu và không lún nữa thì cho tiếp tục triển khai, huy động tối đa cái lực lượng về máy móc thiết bị cũng như là con người và tổ chức là chia làm nhiều mũi thi công để làm sao cái tiến độ là đảm bảo. Năm nay nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt gần 12.500 tỷ đồng, trong đó có gần 9.300 tỷ đồng giao từ đầu năm. Những ngày này không khí thi đua lao động sản xuất trên các công trình dự án của các địa phương trong tỉnh đang diễn ra sôi động. Trong rất nhiều giải pháp để tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Bắc Giang đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, nút thắt về giải phóng mặt bằng. Đối với những địa phương có nguồn vốn lớn thì nhiệm vụ này càng được tập trung quyết liệt. Ở một số địa phương đã tổ chức thành chiến dịch, kế hoạch thi đua nước rút, cao điểm, giải quyết điểm nghẽn tồn tại về giải phóng mặt bằng. Số lượng dự án tăng lên, nguồn vốn nhiều hơn, nhân lực không thay đổi. Trong khi đó, nhiều công trình trọng điểm đòi hỏi thời gian thực hiện ngắn, nguồn vốn mới bổ sung lớn. Đó là khó khăn đối với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh để hoàn thành khối lượng giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đơn vị vẫn quyết tâm để giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch thi công và giải ngân từ nay đến 31 tháng 12, đặc biệt là kế hoạch thi công theo từng tuần một và kiểm cái tiến độ thi công. Nếu như các công việc chậm thì phải bù lại cái khối lượng vào cái tuần tiếp theo và yêu cầu các đơn vị thi công tăng thiết bị, nhân lực, vật liệu để đẩy nhanh cái tiến độ thi công, đặc biệt là tăng ca, tăng kíp và làm thêm giờ. Thực tế năm 2022, khối lượng giải phóng mặt bằng của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh rất lớn, tăng gấp nhiều lần so với những năm trước.
Đơn cử như huyện Lạng Giang, tổng khối lượng giải phóng mặt bằng của các dự án lên tới 800 hectare. Thành phố Bắc Giang còn lớn hơn, gần gấp đôi, với trên 1.500 hectare. Trong những tháng cuối năm, nhiệm vụ này đã được tổ chức thành các chiến dịch nước rút. Mỗi một dự án thì chúng tôi đã làm việc với đơn vị chủ đầu tư trước khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đó để lấy chỉ giới bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với các xã, thị trấn để xác định ranh giới thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, ranh giới dự án tại thực địa để phối hợp với các xã, thị trấn làm thủ tục kê khai, kiểm kê, quy chủ. Sau đó khi có quyết định phê duyệt cơ quan có thẩm quyền thì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nếu hộ dân đồng thuận chúng tôi chỉ làm trong một thời gian rất ngắn. Đối với những tháng cuối năm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thì thứ nhất là thành phố cũng đã rà soát lại tất cả các cái dự án còn tồn tại vướng mắc, đặc biệt là những dự án còn tồn tại vướng mắc ít thì thành phố sẽ tiếp tục là giải quyết dứt điểm để bàn giao mặt bằng. Thứ hai nữa là thành phố tập trung cao cho cái công tác di chuyển mộ. Cái thứ ba nữa là một số dự án mà cần phải giải ngân vốn đầu tư, cần phải tập trung dứt điểm công tác bồi thường thì thành phố cũng sẽ tập trung để giải quyết dứt điểm. Khối lượng công việc tăng hơn gấp nhiều lần, trong khi số lượng con người của các phòng ban chuyên môn không thay đổi. Thực tế này càng đòi hỏi các địa phương phải có cách làm sáng tạo để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm. Chúng tôi cũng phải tìm mọi cách để có cái giải pháp để giải quyết được, đảm bảo được cái yêu cầu sớm nhất, tốt nhất cho cái có được mặt bằng. Sau khi một cái dự án mà triển khai thực hiện bồi thường mặt bằng thì cơ quan chuyên môn sẽ là người chuẩn bị cái trích đo, trích lục bản đồ khu vực cần giải bồi thường giải phóng mặt bằng. Thế rồi là chuẩn bị các cái mẫu biểu rồi các cái hồ sơ tài liệu theo quy định. Thế sau đó thì bước tiếp theo nó sẽ là bước mà do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các thôn rất là chủ trì. Với sự chỉ đạo quyết liệt, Bắc Giang hiện là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong cả nước. Thế nhưng để giải ngân hết nguồn vốn theo kế hoạch, nhiệm vụ này vẫn đang được tập trung quyết liệt và trở thành một nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên từ nay đến cuối năm. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công để đảm bảo giải ngân nguồn vốn. Tỉnh Bắc Giang cũng đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương cùng cách làm sáng tạo và linh hoạt trong triển khai thực hiện, quyết tâm giải ngân hơn 12.000 tỷ đồng do tỉnh quản lý.